Hè, nghĩ đến cái cảnh này thấy muốn đi về. Chỉ vì cái kèo, chả bây giờ mình thắng được kèo, toàn thua. Buồn không muốn nói, nhiều lúc đau đớn gục ngã, tủi thân không ai biết được. Chỉ vì để giữ chữ tín, chứ trong lòng chả vui vẻ gì. Uống cái ly nước cam với nước thơm mà còn cảm thấy nó đắng đắng, nghẹn nghẹn trong lòng. Công nhận là thiếu ngủ cái mắt nó đỏ thêm mọi người ha. 18.400 người đang xem rồi hả? Chuẩn bị nha mọi người. Tính ra đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi đón đón vào vào sân bay đón người mà kiểu phải ngồi chờ như này. Có nghĩa là bình thường gia đình Hùng mà có người thân hay là Hùng đón ai mà ra ở đâu về lại là Hùng sẽ uống cà phê hai lần ở ngay ngoài sân bay này. Xong ví dụ như là khi nào đến thì đến, lấy hành lý cứ lấy đi. Xong rồi ra đến bắt đầu đi ra cửa thì alo Hùng. Thì từ cái quán cà phê hai lần nó đi vào sân bay nó chưa đến 2 phút. Đấy, chứ làm gì có chuyện mà tôi đi tôi gửi xe hơi trên tầng 4, tầng 5 rồi tôi đi bộ xuống rồi tôi ngồi chờ uống cà phê này đâu. Nên mọi người thấy không? Phải biết yêu thương cái tấm thân nhỏ bé này. Một con người nó phải chịu đựng lòng yêu thương, phải dành cho tôi cái sự yêu thương nhiều hơn, phải biết quan tâm đến tôi nhiều hơn, phải dành cho tôi những cái tình cảm để mà tôi có cái năng lượng tôi chịu đựng. Rồi từng ngày qua, thật sâu là lời ca mang đã cho em. Chứ còn gì nữa. Chuẩn bị lấy hành lý. Để tôi hỏi chị. Xuống. Để tôi hỏi chị Lan Anh coi nào. Xuống xe. Xuống máy bay ra xe trung chuyển chưa chị? Này đẹp trai quá, đúng là một con người thật lòng. Hay ngày nào cả đẹp trai. Áo này là áo được fan tặng đấy. Áo fan tặng với cái túi của fan tặng đấy. Đây nhá, ok. Bây giờ 1.000 comment về, tôi sẽ về trả kèo. Hôm qua là kèo 500 đơn là 500 đơn là tôi sẽ đi ra đón nó đúng không? Bây giờ mọi người xe lên 3 4.000 đi. Xe livestream lên 4.000 là tôi về. Xe livestream lên 4.000 là tôi về. Xe đấy, mọi người xe lên 4.000 đi, về luôn. Nó nhiều. Xe đi mọi người xe lên 4.000 rồi về luôn. Đấy, nó có 1.000, sao mà lên được 4.000? Sợ. Lên 4.000 là về luôn. Chết mẹ rồi, lên 2.000 đấy kêu. Chết tới rồi. Anh bảo xe lên 4.000 livestream anh về. Giờ lên 3.000 mấy rồi. Ôi chết chết tới rồi. Ôi. Lên 4.000 rồi. Ok. À, đàn ông nói được thì phải làm được. Bây giờ thì mọi người cũng đã thấy rồi đấy. Mình bảo là xe lên 4.000 là thì Hùng sẽ đi về. Nên là Hùng là một người rất là giữ uy tín. Nên là mình xin phép sau khi thực hiện cái kèo đón bé dâu, mình sẽ cùng bé dâu đi về. Ok. Tại vì nãy mọi người bảo là đi về nhưng mọi người đâu có nói là thời gian nào đi về, đúng không? Mọi người chưa có comment nói là khi nào được về. Ví dụ tôi bảo là xe 4.000 nhưng mà mọi người không hề nói là 19 là 5 năm là đi về, đúng không? Nên là một người đàn ông là sống uy tín thì thứ nhất là phải thực hiện đúng cái kèo là ngày hôm qua bảo là 500 đơn là đón bé dâu. Thứ nhất,
mình phải trả ra cái kèo đó. Cái thứ hai, sau đó là đi về, là đúng, là thực hiện là đúng lúc cả hai kèo luôn. Đúng là một con người sống rất là uy tín, người như thế này là xứng đáng là được 10 bông hoa, đúng không mọi người? Ai chả, sao trên đời này có con người sống nó đàng hoàng tử tế rất như hùng. 500 đơn là đi đón bé dâu, 4.000 xe là đi về. Thế đấy, bây giờ đón bé dâu xong rồi đi về là một phát là đúng cả hai cái kèo luôn. Đúng là một cái con người sống cực kỳ là uy tín. Sao lại có một cái người mà đáng để mà được trân trọng như thế này, đúng không mọi người? Đó, bây giờ là chúng ta cùng nhau chờ nha, đến nơi rồi đó. Để xem nào. À, đâu biết gì đâu, đâu biết gì đâu, mình chỉ biết gì đâu, mình chỉ biết gì đâu. Có ai comment nói rằng là 4.000 xe là đi về liền đó. Mọi người bảo là về về thì tất nhiên là phải về rồi, lát nữa mình về mình thực hiện xong cái kèo đón người mình đi về. Đâu biết gì đâu. Chuẩn bị đón tới nơi rồi, đón thì đi về liền. Bây giờ là 12.000 xe đi, 12.000 xe về luôn, 12.000 xe về luôn, 12.000 xe về luôn, chơi luôn. Tôi biết là không đạt được nên chơi luôn. Làm gì thích thì chơi, sống phải như thế. 12.000 xe về luôn. Ok, khỏi khỏi thôi, khỏi thì mình ngồi đây mình trả hai kèo. Kèo thứ nhất là đón mi về, kèo thứ hai là sau đó đó là về luôn. Ui, 5.000 xe rồi. À, 5.000 xe còn 7.000 xe nó còn lâu. Sai, 12.000 xe về luôn, nếu đó mà kêu dám về chân liền không biết rồi. Trần có hụt lại nói là nói nhiều. Ra chưa ta? Anh chưa thấy chị Lam Anh trả lời. 6.000 xe còn lâu, 6.000 nữa. Thôi anh nghĩ ra trời rất ok rồi đó. Đây. Ok mọi người, bây giờ thì Hùng sẽ nhờ Sơn cầm máy điện thoại của Hùng để livestream nha. Bây giờ mình sẽ đi ra để đón con gái mình đây. Sơn sẽ cầm máy livestream, còn lát nữa tôi sẽ nhờ Uyên quay cảnh hậu trường. Phải ăn gian đâu, người ta bảo là xe lên 4.000 là anh về thì đón đón bé dâu xong anh về ấy. Trời ơi. Đúng. Kiểu gì cũng về còn gì nữa. Ok. Let's go đi. Chuẩn bị cùng nhau ra để trời, cái này giống như kiểu đi đón ca sĩ nhỉ. 12.000 xe về. 8.000. 8.000 rồi. Chuẩn bị chào đón, chuẩn bị chào đón. Đèn nào. Ui, 9.000 xe rồi. Rồ 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 rồ
chết rồi là vật sai những lúc như này thì hãy nở một nụ cười thật tươi. Mười một ngàn xe ra, chết cha rồi, chết cha 11.000 xe rồi, những lúc như này hãy nở nụ cười thật tươi. Hồi a hư hồi hư hồi hư lúc này bây giờ tôi phải biết làm gì đây. Chết cha 12.000 xe rồi, ok, theo như yêu cầu mọi người 12.000 xe là mình về liền. Ok, mình nói là mình làm nha mọi người. Mọi người bảo là 12.000 xe là về liền, nhưng mọi người không có nói là về, thứ nhất là về thẳng về đâu, và cái thứ hai là thời gian là bao lâu, đúng không? Đây, nên là tôi bây giờ là đang đi từ quán nước đi ra, là đồng nghĩa rằng là tôi đã bước đi ra để trở về rồi. Nhưng mà sau đó là tâm tâm tư và những gì mọi người gửi gắm, đây tôi đã đi ra đến tận đây rồi, tôi đã đi ra tận đây có nghĩa là đã ngoài đường rồi, đã gọi là ngoài đường rồi, ok mọi người đúng không? Cái tâm tư nguyện vọng và tình cảm của mọi người dành cho tôi để mà đi đón bé dâu thì tôi không thể làm phụ lòng mọi người được. Đấy là quyết định là đã trả kèo, nói là đi về đấy, về là về đấy, về đấy. Mọi người không hề nói là đi là về, nhưng mà thời gian bao lâu thì rõ ràng là tôi đã đi hơn 1 phút rồi, thì bây giờ tôi quay trở lại tôi đón bé dâu để lại tiếp tục thực hiện hai cái kèo mọi người đưa ra. Đúng là một cái con người nói cái gì nó cũng uy tín, mọi người thấy không? Đó, ai bây giờ quay lại con bé dâu này, đó, trời ơi. Đúng là một con người sống rất là tử tế và đàng hoàng. Đấy, mọi người thấy không? Đó, 12.000 xe là thực hiện đúng yêu cầu luôn. Hai, sao lại có con người nó lại thông minh như thế này? Hay mọi người thấy không? Mọi người kêu tôi về nhưng mà mọi người không hề nói là đi về bằng phương tiện gì. Đi xe đạp, đi Grab, đi taxi hay là đi xe của tôi. Thì rõ ràng là tôi đã bước chân đi để đi từ trong cái chỗ quán cà phê đi ra ngoài đường thì có nghĩa là đã là về. Cái đó là chúng ta có thể thực hiện là đã là về, đúng không? Và sau khi tôi làm xong thì tôi lại quay trở đây để thực hiện lại hai cái kèo mà thua. Kèo thứ nhất là đón combi, kèo thứ hai là đi về thực sự. Đấy mọi người theo hay sao lại có một cái người mà người ta lại có thể là thực hiện được những cái kèo một cách nó chuẩn chỉnh như thế này được. Đúng là một cái con người sống hết vì tình yêu thương. Đấy. Đây. Lát nữa nó ra là Sơn cầm máy này quay cho anh nhá. Xong em cầm máy này em quay ra giúp anh. Đấy vừa về xong, trời đất ơi. Ôi nó chuẩn bị ra kìa mọi người ơi, nó chuẩn bị ra rồi. Chuẩn bị ra rồi kìa mọi người ơi. Hey, hip hop never die. Oh yeah. Tiếp là từ 30 mấy năm cuộc đời lần đầu tiên phải đứng ở sân bay để đón kiểu này. Hey. Ba mấy năm cuộc đời lần đầu tiên phải đứng ở ngoài sân bay kiểu như này, không biết nên vui hay nên buồn. Ai, không biết nên vui hay nên buồn. Bây giờ thì bỏ tai nghe ra nha. Đây này. Này 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 này. Ý. Như một đứa trẻ. Đây chưa, đây chưa, đây chưa. Đây chưa, đây, đây chưa. Như một đứa trẻ vậy mọi người. Nó còn gọi điện cho tôi nữa chứ. Trời, chắc là nhớ cha nó. Ngốc đi thầy. Ông trẻ. Lần đầu tiên ba mấy năm cuộc đời đi đâu ngoài. Đâu ta? Mọi người thấy nay thầy mặc đồ lịch sử không? Thầy rất là lịch sử. Thầy mặc đồ rất là lịch sử nha. Trời ơi.
mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người. Lát nữa chú Hùng phải đưa 5 hộp sữa. 10 thùng. 10 thùng. 10 thùng sữa. Đi Đà Lạt là canh của mình đúng không? Đâu, cô làm này không? Còn có cái gì á? Có cái ô tô xe tăng. Ô tô xe tăng hả? Nó đi ra mà bị không hay luôn đó mọi người. Co Còn đi chơi vui không? Đi ra đây với chú Hùng đi. Đi với chú Hùng đi. Ok, đây nè. Nó chạy vào rồi. Chạy vào lấy đồ. Đây. Đây là nhân vật mọi người thấy là mấy hôm đi Đà Lạt. Đây. Quấn quýt ở bên cạnh chị My ha. Ủa, để đây con. Qua, có quà. Trời ơi mọi người ơi, quà của con gái đi chơi Đà Lạt này mọi người ơi. Đó cái nào của tao? Tôi với ông hỏi mọi người kia. Trời ơi, sợi dây 30 tỷ. Tặng mong đôi luôn. Chấm này luôn. Đeo luôn. Mới đeo vậy? Đeo luôn. Đợi xíu cho nó đeo. Sợi dây 20 tỷ. Trái tim, ôi giời ơi. Quà là trái tim, ôi giời. Trong tim anh đập đụng đụng ba đa ba đa. Mẹ lên sao có quà cho mày đây. Quà đâu? Hai sợi hả? Cái này là cái gì? Ủa? Nó tặng cho tôi sợi dây là có chữ mi. Nghĩa là tôi đeo mà có chữ mi. Còn của mày là cái gì? Đây mọi người, trong đây là có chữ Trần Quang Hùng. Cái này bên đây chữ H là mày đeo hai cái này hả? Còn tôi là nó bắt tôi đeo là chữ có chữ M với lại đi báo. Rồi cảm ơn món quà của con gái. Bây giờ ba đến lượt ba tặng. Bao nhiêu ngàn người xem? 25 ngàn. Mình, còn mình sẽ đeo tên của cô giáo. Của anh đâu? Có. Ủa? Đây là món quà của con gái mình tặng cho mình. Bây giờ đây. Đây con cầm đi con. Để ba cắt đã rồi ba tặng cho con món quà của ba. Hôm qua là ba bị thuốc kèo. Đây là hôm nay ba tặng cho con cái áo mà hôm ba tham gia học fan. Đây là fan yêu cầu. Để là con mặc. Con bỏ ra đây để ba mặc cho con. Đây mặc thử bên ngoài là đắt nhất rồi nha. Mọi người ơi, quay nó. Năm giây thôi. Cho mọi người xem. Ơi. Yeah.
lần đầu tiên tôi ra sân bay và tôi sẽ... ui xấu hổ quá. Ôi rồi hết rồi kìa. Cả ba được luôn. Thôi quậy dữ vậy. Con này giờ nó về đây nó lại bi báo đâu. Đứt dây. Không đắng đâu. Đây mới là con bi báo mọi người ơi. Mấy hôm nay nó kiềm chế bản thân nữa. Cái tặng thì tôi ghét hơn người. Mai là lốt. Cô ơi, cô không nóng hả? Cho cậu cái này đi. Cho cậu cái này nhá. Hôm nay hiền lắm. Cảm ơn cô. Hôm nay nó hiền, ở đây nó được về nó thảm. Mấy bữa nay cô đến nhà có điện thoại của My đâu? My. My ơi. Điện thoại My đâu? Không có. Không có. Ủa điện thoại My đâu? Thôi My ơi mày đi lại. Mọi người ơi để mình book vé cho My về lại Đà Lạt nhá. Đây không phải là hình ảnh mà mình đang trông chờ. Ghê quá My ơi. Ê. Ghê không? Cái gì? Mọi người ơi, mình quyết định cho nó về lại Đà Lạt hoặc đi một cái nơi nào xa cho nó xa. Cảm ơn em. Úi dồi. Thầy giấu rồi mọi người. Nó đánh đang suất luôn. Không có đứa con gái này, nó bất hiếu quá, nó đánh cha nó như thế. Ông chừng lấy không? Cái con cái iPhone được không? Ông cắt cái điện thoại iPhone 12 của tôi. Sao? Thôi, mình đẩy lùi đằng kia tí rồi.